tin này khiến cấp dưới của Trung khá bất ngờ và ngại ngùng khi hỏi đúng chuyện buồn của đồn trưởng. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung, Việt Anh hỏi về phong trào thể dục thể thao của đồn biên phòng Mường Luông, nơi anh vừa về nhận vị trí đồn trưởng. Cảnh nhanh nhẹn giới thiệu mình là tay chuyền số 1 của bộ môn bóng chuyền. Trong khi đó, một người khác cũng tự tin nhận mình là số 1 ở bộ môn bóng đá. Thấy anh em rất khí thế, Trung quyết định một lát nữa tạnh mưa, mọi người sẽ cùng ra sân bóng chuyền làm một trận. Thấy Hưng, Tô Dũng gọi điện nói chuyện với vợ, các anh em liền hỏi về vợ của đồn trưởng. Thủ trưởng phong độ thế này chắc phải mấy cháu rồi, một đồng chí hồn nhiên hỏi. Nhưng Trung trả lời khiến mọi người có chút ái ngại, vợ chồng tôi ly hôn rồi, chưa có cháu nào cả. Con trai của doanh nhân nổi tiếng Bản A Xá đã xuất hiện là một thanh niên lấc cấc, chơi bời. Hưng, Tô Dũng đưa đồn trưởng mới, Trung, Việt Anh đi tới từng bản. Đến nhà một hộ dân, Trung bị chủ nhà xua đuổi. Ngay khi biết Trung là đồn trưởng, người phụ nữ không ngại ngần nói, mày về dạy lại lính của mày đi. Vì lúc thì đến xin nước uống, lúc lại xin bắp ngô, quả mận. Rồi mấy quả bầu làm giống, mấy con gà cũng bị lấy trộm. Nếu nó không phải biên phòng thì chết với tao, người phụ nữ này đề nghị Trung, mày là đồn trưởng, mày giải quyết cho tao. Ở diễn biến khác, Trung vào nhà ông Hề chơi. Biết ông Hề là một doanh nhân có tiếng ở bản A Xá, đồn trưởng Trung có lời muốn ông Hề hỗ trợ đồn mình. Trong khi đang trò chuyện vui vẻ thì con trai ông Hề về. Thanh niên này ít tuổi, có bề ngoài chơi bời, lấc cấc. Vừa về nhà, cậu ta đã lao vào bật nhạc nhảy uốn éo như không hề biết sự có mặt của Trung và Hưng.